Chiều ngày 11 tháng 4, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024. Quý 1 năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bám sát kế hoạch của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả, tập trung về nguồn vốn và giải ngân kịp thời các chương trình cho vay theo kế hoạch tăng trưởng năm 2024. Đồng thời, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, kết hợp với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện. Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 đạt trên 686,2 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 28,8 tỷ đồng. Doanh số cho vay quý 1 năm 2024 đạt trên 45,8 tỷ đồng doanh số thu nợ là trên 31 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt trên 617,6 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,3%, tăng trên 14,6 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội là hơn 669,5 tỷ đồng, thông qua 438 tổ tiết kiệm và vay vốn với 18.485 hộ dư nợ. Bên cạnh đó, đã tập trung nguồn vốn để cho vay giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống với số tiền là hơn 45,8 tỷ đồng cho trên 1.410 khách hàng vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho gần 2.430 lao động, giúp trên 373 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập xây dựng mới và cải tạo được 7.480 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn và giúp 281 các hộ là hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng của ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong quý I vừa qua đồng thời đề nghị phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện cùng với các địa phương tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là công tác giảm nghèo, tập trung giải ngân các chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ sản xuất, cho vay xây sửa nhà đối với hộ nghèo, chính sách cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ rà soát tập trung giải ngân các chương trình tín dụng, tập trung phối hợp rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình cho vay, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Rà soát đôn đốc xử lý nợ quá hạn, nợ đến hạn kịp thời. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với hoạt động ủy thác, nâng cao vai trò trách nhiệm của các hội, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong quản lý, giám sát việc sử dụng vốn tại địa phương, hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích. Phối hợp thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện cần bám sát kế hoạch của ngân hàng chính sách xã hội thành phố tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện thực hiện các chương trình đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.